Xin chào các bạn. Sáng nay chúng mình cùng chơi với những con vật đáng yêu các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn khủng long hai đầu. Này bạn khủng long một đầu nhỉ? Khủng long một đầu và hai cánh. Bạn màu xanh. Wow, còn kia bạn khủng long màu cam. Đầu tiên thì mình buổi sáng ra thì chúng mình sẽ nghe bạn chim hót một tí các bạn nhá. Đây, bạn chim vàng anh. Bạn chim này hot thì bạn chim sáo nhà mình đang hot theo ấy. Này bạn chim. Qua mình quay ở nhà ông bà ngoại, hôm nay mình sẽ quay ở nhà ông bà nội. Đấy. Nhà nào cũng nhiều bưởi các bạn nhé. Nhà mình rất nhiều bưởi luôn. Wow. Bưởi kia nữa này. Đấy. Nhiều bưởi chưa? Nhiều bưởi các bạn nhá. Các bạn có thích thì comment dưới bình luận nhá các bạn ơi. Và chúng mình sẽ chơi với bạn ngựa nào. Cho bạn thiên nga ra ngoài nào. Phi đấy. Đi của bạn hay bị lỏng. Và bây giờ là bạn bò sữa màu cam. Ở đâu? Bò sữa màu hồng các bạn nhé. Bò sữa này. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng mở hộp đồ chơi bạn nào. Khủng long mới nhá. Đây các bạn ơi. Để mình chúng mình mở hộp đồ chơi mới nào. À, trông rất nhiều nhá. Đây, đầu này. Đây là đuôi bạn ấy này. Đây là trứng khủng long. Đây là thân hình bạn khủng long. Đây là hai chiếc cánh. Hai chiếc cánh nhá. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình cũng ráp lại nào. Mình sẽ thử pin trước các bạn nhé. Mình sẽ cho pin vào trước xem nào. Đây, mình sẽ thường dùng loại pin con thỏ này. Các bạn nhỏ thì nhớ lắp đúng chiều nhé. Lắp không đúng chiều là nó không chạy đâu. Chiều pin ấy. Pin có một cực âm cực dương ấy. Và mình lắp xong rồi. Mình sẽ cho cái nắp lại. Mình chạy được các bạn ơi. Rồi. Nghĩa là đã ok. Khi ok rồi bắt đầu mình sẽ lắp phần đầu bạn khủng long vào này. Mình lắp phần đuôi này. Wow, phần đuôi này.
trượt dãy. Rồi, thế là được con khủng long nhá. Bây giờ mình sẽ cho thêm phần cánh, cánh mặn khủng long này. Cánh là đây, cánh ngựa này. Thế là được mặn khủng long đấy. Đây là trứng mặn khủng long, mình cho vào luôn. Bạn này 4 quả trứng luôn. Wow. Bây giờ mình cho bạn này chạy nhá. Đấy, đẻ một quả. Rồi. Wow. Rất là đáng sợ. Mà ấy để 3 quả trứng như các bạn ơi. Để 4 quả trứng rồi. Bạn bị rơi cánh rồi. Cánh mặn khủng long này bạn vẫy khỏe quá. Đây cánh mặn này. Wow. Rất là đẹp luôn. Nhà mình có một đội các bạn khủng long nhá. Mình sẽ chơi với bạn nào. Bạn Châu đi. Bạn Châu này. Chơi với em bé chăn Châu một tí nha. Mình sẽ chơi với bạn. Bạn là bọ cánh cứng này. Bạn bọ cánh cứng. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.